cho họ được biết là rất là đẹp luôn á, chị rất là thích luôn. Và khi mà nó như là cái resort 5 sao vậy đó. Còn Phú Mỹ Hưng thì rất là tin tưởng, chị rất là tin tưởng Phú Mỹ Hưng và chị rất là thích. Khi mà bước vô đây này rất là đẹp mà không thể nào mà nói được. Dạ, chị có thể chia sẻ rõ cho em được biết là cơ duyên nào mà chị biết đến dự án được biết này ạ? Nếu mà nói duyên mua nhà thì giống như là mình cứ tìm hiểu thôi, tại vì chị cũng đã có mấy căn rồi, thì tìm hiểu thì chị là rất là tin tưởng Phú Mỹ Hưng, cho nên chị cứ search trên trang web á, trang web Phú Mỹ Hưng á, thì chị coi những dự án hay là những cái mà như là đã hoàn thành á, thì chị search ra thì chị lại thấy sao cái này đẹp quá rồi chị cứ gọi cho bên sale bên Phú Mỹ Hưng là chị tìm hiểu, chị coi rất là nhiều căn, nhưng mà rất là nhiều chủ đầu tư này nọ, nhưng mà chị rất là thích Phú Mỹ Hưng và chị cũng đã có mấy căn của Phú Mỹ Hưng. Dạ, đặc biệt là trong cái khoảng thời gian qua là chúng ta vừa trải qua là dịch Covid-19 thì có rất là nhiều người á, người ta sẽ giữ tiền á, dạ, nhưng mà chị lại quyết định là xuống tiền để mua căn hộ, thì không biết đâu là lý do, có phải là đó là những lý do về chị kể trên không ạ? Lý do nếu mà chính đáng nhất là chị mua cho con chị. Qua đợt dịch nó rất là kinh khủng, em cũng biết rồi, cho nên là chị rất là muốn là tiền mình để đó thì cũng vậy thôi, mình mua bất động sản thì mình đầu tư cho con mình tích lũy cho con mình. Con chị thì rất là thích những cái khu nội khu như vậy, rất là hồ bơi này nọ, mà nó là resort này nọ, là rất là nó đáp ứng đủ hết cho con chị vui chơi, xuống nhà là vui chơi thôi, không có cần phải lo lắng gì hết, đó là như vậy. Dạ thưa quý vị, chia sẻ của chị vừa rồi thì cũng nói về cái lý do là tại sao mà chị quyết định mua căn hộ, và đặc biệt là căn hộ này dành tặng cho hai đứa con của mình. Phải nói rằng là quý vị cũng sẽ đồng ý với Diễm Kiều và chị thôi, bởi vì môi trường sống để một đứa trẻ phát triển chúng ta còn tùy thuộc rất nhiều, và trong đó thì không gian sống nè quyết định một phần lớn để giúp cho trẻ phát triển về cả thể trí và thể lực. Chính vì vậy mà chị rất là thích con chị, nhà nó rất là thích luôn. Dạ, tuyệt vời lắm luôn em, chuẩn 5 sao, trên 5 sao nữa. Phải nói là chúng ta đang ở một dự án đẹp và đẳng cấp nhất của Phú Thuận, Big Town của Phú Mỹ Hưng luôn ạ. Khi mà vị trí phải nói là rất là đắc địa và một vị trí hiếm có trên thị trường bất động sản lúc bấy giờ, là chúng ta có một cái view nhìn về sông Cả Cấm, chị có thể nhìn qua và gần công viên. Rất là thoáng mát. Dạ, về cảnh quan thì anh chị cũng như là gia đình á, mình có một cái điều gì đó ấn tượng về cảnh quan của Phú Mỹ Hưng không ạ? Và đặc biệt là cảnh quan được biết. Nếu mà nói một từ thì khó nói hết lắm em. Vừa phải nói sao ta, nói chung là rất là ok, rất là tuyệt vời, ngoài hết không biết nói làm sao cho hết. Dạ rồi, dạ cảm ơn những chia sẻ của chị ngày hôm nay ạ. Xin chúc chị và gia đình sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc và vui vẻ tại đồng biết của quê hương chị nhé. Cảm ơn. Dạ.